Dưới sức ép và tham vọng bành trướng của Trung Quốc ngày một mạnh mẽ, các nước đã không chọn chiến đấu một mình, theo vào đó là hình thành các liên minh để tăng cường sức mạnh. Theo đó, Mỹ, Nhật phản đối Trung Quốc nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Trong khi đó, NATO tuyên bố Mỹ và EU cần hợp lực ngăn hành vi của Trung Quốc. Đối với hòn đảo cố chấp Đài Loan, Trung Quốc bị tố cáo gây sức ép buộc nhà lập pháp người Pháp hủy chuyến đi Đài Loan. Trong khi đó, Triều Tiên cảnh báo chính quyền mới của Mỹ về các cuộc tập trận chung. Liên quan đến Myanmar, đảo chính hỗn loạn 400 người Myanmar vượt biên sang Ấn Độ. Liên hiệp quốc cảnh báo bất ổn lương thực ở Myanmar. Các thông tin khác, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động, ông Trump nói công nương Meghan cũng không tốt đẹp gì. Năm 2020, Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đây là FBNC, thế giới hôm nay. Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình với thông tin, vào chiều ngày 16 tháng 3, Ngoại trưởng Toshimashi Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng nabu Kishi của Nhật Bản đã có cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ ở thủ đô Tokyo. Đây là cuộc đối thoại chiến lược 2 cộng 2 đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của hai nước kể từ năm 2019. Tại cuộc gặp này, các bộ trưởng hai nước trao đổi về nhiều vấn đề trong đó nổi trội là thảo luận về các biện pháp củng cố quan hệ đồng minh nhật mỹ các động thái gần đây của trung quốc ở biển hoa đông và biển đông Ngoài chủ đề chính là tăng cường quan hệ song phương và các hành động của Mỹ ở biển Hoa Đông và biển Đông, các bộ trưởng của hai nước còn trao đổi về nhiều vấn đề khác như Triều Tiên, Myanmar và cách đối phó với dịch Covid-19. Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Blinken, ngoại trưởng Motegi cho biết hai bên đã nhất trí phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng tại biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ về vấn đề này. Trước đó mở màn cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bày tỏ mong muốn hợp tác với Nhật Bản và các đồng minh trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông cũng khẳng định Mỹ và Nhật Bản cùng ủng hộ giá trị chung liên quan đến dân chủ và pháp quyền, bày tỏ tin tưởng rằng những giá trị này sẽ giúp hai nước mạnh hơn trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa hiện hữu bao gồm cả trong khu vực. Tại cuộc họp riêng rẽ giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Nobukishi và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định sự phối hợp của hai nước trong việc đảm bảo an ninh tại vùng biển Nhật Bản. Vừa qua, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng Mỹ và Liên minh châu Âu cần phải nhanh chóng hàn gắn liên minh để đối phó với một Trung Quốc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đe dọa hơn, đồng thời ngăn Trung Quốc bắt nạt các nước khác trên thế giới cụ thể trong một cuộc họp với ủy ban của nghị viện châu âu phụ trách vấn đề an ninh và đối ngoại ông jens Stoltenberg cho rằng nato nên hợp tác với các đối tác tại khu vực châu á thái bình dương nếu muốn ngăn trung quốc bắt nạt các nước khác ông Jens nhấn mạnh nếu lo ngại về sự trỗi dậy và sức mạnh quân sự kinh tế của trung quốc thì chúng ta phải sát cánh cùng nhau châu âu và bắc mỹ tại nato tổng thư ký nato còn cho rằng các hành vi của trung quốc là đang phá hoại pháp quyền đồng thời hoan nghênh các cam kết khá thẳng thắn và chắc chắn của tổng thống mỹ joe biden trong việc khôi phục lại các liên minh và củng cố NATO. Dù ghi nhận những tiến bộ về kinh tế và chương trình xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, song ông Jens Stoltenberg cho rằng sự trỗi dậy của nước này là một mối lo ngại sâu sắc vì ông cho rằng Trung Quốc đang có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai, đồng thời nước này cũng đang đầu tư rất nhiều để phát triển các khả năng quân sự hiện đại mới. Ông Chen cho rằng nước này sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. NATO, liên minh quân sự gồm 30 quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Âu, đã trải qua giai đoạn khó khăn suốt 4 năm qua, sau khi cựu tổng thống Donald Trump liên tiếp đe dọa rút khỏi khối này với cáo buộc các nước thành viên châu Âu chưa chi trả đủ cho quốc phòng. Nhiều người kỳ vọng các mối quan hệ trong liên minh này sẽ được hàn gắn dưới thời tổng thống Mỹ Joe Biden. Liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan, theo Taiwan News, đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu được cho là đã gửi một bức thư với những từ ngữ rất nặng lời đối với thượng nghị sĩ Pháp Alain Richard vào tháng 2 để cảnh báo ông không nên tiếp tục với kế hoạch tổ chức chuyến thăm Đài Loan vào mùa hè này. Trong một báo cáo được công bố vào thứ Hai 15 tháng 3, Chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp Đài Loan của Thượng viện Pháp đã nhận được một bức thư dài từ Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Trong đó, ông Lu lên án chuyến thăm Đài Loan của Thượng nghị sĩ Alan Richard với những lời lẽ rất nặng nề, mặc dù mục đích của chuyến thăm chỉ là để học hỏi cách Đài Loan đối phó với dịch bệnh hiệu quả. Trong thư ông Lu ghi, ông đã biết về chuyến thăm thông qua trang web của tổ chức và tuyên bố chuyến đi sẽ không chỉ đe dọa hiện trạng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, mà còn gửi thông điệp sai trái tới các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan. Nhấn mạnh rằng Đài Loan là một phần không thể xâm phạm của Trung Quốc. Ông yêu cầu Richard tránh xa bất kỳ hình thức liên lạc chính thức nào với Đài Loan trong tương lai. Đáp lại, thượng nghị sĩ Pháp rất không hài lòng về giọng điệu của bức thư và ông đang lên kế hoạch trả lời rõ ràng cho Đại sứ quán Trung Quốc. Trong khi đó, ông Anthony Bodas, thành viên của Quỹ nghiên cứu chiến lược tuyên bố trên Twitter rằng nội dung của bức thư là sự can thiệp vào hệ thống dân chủ của Pháp, nhấn mạnh rằng các nhà lập pháp Paris có quyền tự do gặp gỡ bất kỳ ai mà họ cho là thích hợp. Trong một cuộc phỏng vấn với CNA, đặc phái viên của Đài Loan tại Pháp Wu Chi Trung nói rằng chính phủ Đài Loan và Pháp có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và ông Richard đã đến thăm hòn đảo vào năm 2015 và 2018. Ông Wu nhấn mạnh rằng đại sứ Trung Quốc không có bất cứ quyền gì để hướng dẫn các nước khác về cách họ ngoại giao chính trị. Kênh truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên đưa tin hôm thứ Ba ngày 16 tháng 3, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo Jong đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở Hàn Quốc và cảnh báo chính quyền mới của Mỹ không nên gây sự nếu họ muốn hòa bình. Cụ thể, bà Kim Yo Jong tuyên bố sẽ dỡ bỏ thỏa thuận hòa bình quân sự với Hàn Quốc, giải tán cơ quan làm nhiệm vụ đối thoại liên triều của đảng lao động Triều Tiên khi chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc. Bà Kim cũng cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên tham gia vào các cuộc tập trận. Bà nhấn mạnh Mỹ không nên tham gia vào các hoạt động đó nếu muốn ngủ ngon trong 4 năm tới. Đây là thông điệp đầu tiên của Triều Tiên tới chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức vào tháng Giêng. Phát biểu mới nhất từ Triều Tiên cũng được đưa ra trước các chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng ông Lloyd Austin tới Hàn Quốc trong tuần này. Em gái ông Kim Jong Un cùng cảnh báo, Triều Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải tán ủy ban tái thống nhất hòa bình của Đảng Lao động Triều Tiên, phụ trách đối thoại và các vấn đề xuyên biên giới. Tuyên bố của Triều Tiên cũng được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết đã liên hệ với Triều Tiên để đàm phán nhưng Triều Tiên không phản hồi. Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung vào đầu tuần trước với quân số mức tối thiểu do đại dịch Covid-19. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn sẽ kéo dài tới 18 tháng 3. Từ lâu, Triều Tiên đã yêu cầu ngừng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Quan hệ liên triều vẫn bị ngưng trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên vào đầu năm 2019. Mối quan hệ song phương càng ở mức thấp hơn sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Cây Son vào tháng 6 năm ngoái. Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng chưa từng có khi số trẻ em nhập cư tạm giữ dọc biên giới với Mexico tăng lên con số kỷ lục. Để có thể đối phó với vấn nạn đó, mới đây thì Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ vừa thành lập một trung tâm xử lý tạm thời ở Dona, Texas. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, ông đã cam kết hủy bỏ nhiều chính sách hạn chế nhập cư của cựu tổng thống Donald Trump. Ông đã bắt đầu cho phép trẻ vị thành niên không có người đi kèm đến biên giới nhập cảnh vào đất nước. Nếu là trước đó, việc này sẽ không được cho phép và sẽ nhanh chóng bị giới chức nước này yêu cầu trục xuất. Chỉ trong tháng 2, các đặc vụ biên phòng của Mỹ đã tiến hành hơn 100.000 vụ bắt giữ hoặc trục xuất người di cư tại biên giới Mexico. Đây là con số hàng tháng cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng biên giới năm 2019. Sự gia tăng là do những người di cư từ Trung Mỹ. Đảng Cộng Hòa nói rằng các động thái của ông Biden, một đảng viên dân chủ, đã khuyến khích nhập cư bất hợp pháp. Thực tế là những nỗ lực của ông Biden đã kéo theo sự gia tăng lượng người nhập cư đến biên giới. Trong bối cảnh đất nước đang hỗn loạn vì đảo chính, cảnh sát bang Mizoram của Ấn Độ hôm 15 tháng 3 cho biết số người vượt biên từ Myanmar sang nước này ngày một tăng. Trong đó, riêng ngày 12 tháng 3 đã ghi nhận tới 116 trường hợp vượt biên. Tính từ cuối tháng 2, tổng số người vượt biên từ Myanmar sang Ấn Độ đã vượt 400 người, gồm nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, hầu hết những người vượt biên từ Myanmar qua chỉ mang theo vài bộ quần áo. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền địa phương ngăn dòng người từ Myanmar. Tuy nhiên, địa hình đồi núi đã phần nào gây cản trở cho công tác tuần tra. Cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ cho biết, họ buộc phải rời đi do bất bình với chỉ thị của cấp trên về việc sử dụng bạo lực hay thậm chí là phải bắn chết người biểu tình. Nguồn tin an ninh cho biết giới chức Ấn Độ đã trả về 8 sĩ quan cảnh sát trong số những người vượt biên, sau khi chính quyền Myanmar gửi thư yêu cầu trao trả họ vì mối quan hệ hữu nghị hai năm, Nước. Ấn Độ và Myanmar có chung đường biên giới trên bộ dài 1.643 km. Ấn Độ cũng là nơi sinh sống của hàng nghìn người tị nạn Myanmar, bao gồm người dân tộc Chin và người Rohingya. Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết giá lương thực tăng hơn 20% ở một số khu vực quanh Yangon kể từ đầu tháng 2, trong khi giá gạo cũng đã tăng khoảng 4% ở Yangon và Mandalay cuối tháng này. Và cơ quan này cũng cảnh báo rằng là giá thực phẩm và nhiên liệu tăng ở Myanmar, hậu đảo chính, có thể ảnh hưởng tới các gia đình nghèo khó. Cụ thể, chương trình lương thực thế giới WFP cho biết giá lương thực tăng hơn 20% ở một số khu vực quanh Yangon kể từ đầu tháng 2, trong khi giá gạo cũng tăng 4% ở Yangon và Mandalay vào cuối tháng. Cũng theo WFP, tại một số khu vực ở Kachin phía Bắc, giá gạo đã tăng tới 35% trong khi giá dầu ăn và ngũ cốc tăng rất cao ở một số khu vực. Anh Rakhine ở phía Tây Chi phí nhiên liệu ở Myanmar cũng tăng 15% toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 2, thời điểm nổ ra cuộc đảo chính, làm giấy lên lo ngại giá thực phẩm còn tiếp tục tăng hơn nữa. WFP cảnh báo thêm giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao do tình trạng gần như tê liệt của lĩnh vực ngân hàng khiến giao dịch tiền chứng lại và hạn chế khả năng cung cấp tiền mặt. Phát ngôn viên của chính phủ quân sự Myanmar vẫn chưa bình luận về thông tin này. WFP cũng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rằng Quân đội Myanmar phải tôn trọng ý chí của người dân được thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tại WFP, chúng tôi hiểu quá rõ nạn đói có thể diễn ra nhanh chóng như thế nào khi hòa bình và đối thoại bị gạt ngang sang một bên. Sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của vợ chồng Harry và Meghan về Hoàng gia Anh, mới đây cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump còn có một phát ngôn sốc hơn khi ông Jason Mueller, cố vấn cấp cao của ông Trump tiết lộ rằng cựu Tổng thống này đã có những lời nhận xét không mấy tốt đẹp về công nương Meghan, gọi bà là không tốt đẹp gì. Cụ thể, cựu cố vấn cấp cao của ông Trump, ông Jason Miller, chia sẻ về cuộc phỏng vấn của nhà sân xét trên postcard của Steve Bannon. Ông Miller cho biết, ông Trump nói rằng ông có thể lên báo một tí bằng cách chia sẻ phản ứng của mình về cuộc phỏng vấn, nhưng cuối cùng nhận thấy đây không phải là ý kiến hay. Ông Miller chia sẻ, khi tôi nói chuyện với ông Trump vào sáng nay, ông ấy nói, bà Megan không tốt đẹp gì hết, tôi từng nói vậy và bây giờ ai cũng thấy điều đó, nhưng anh thấy đấy. Nếu nói điều gì đó tiêu cực về Meghan Markle thì sẽ không có kết cục gì tốt đẹp hết. Hãy nhìn Piers Morgan đi. Ông Miller tiết lộ, ông Trump lo ngại rằng nếu công khai nói điều gì đó tiêu cực về nữ công tước xứ Success, thì ông có thể phải chấp nhận sự phản ứng dữ dội giống như người dẫn chương trình Piers Morgan. Ông Trump tuyên bố, tôi ủng hộ Piers, Piers là số một, ông ấy tuyệt vời nhất, và họ cố loại bỏ ông ấy chỉ vì chỉ trích bà Meghan. Ông Morgan rời khỏi vị trí người dẫn chương trình Good Morning Britain vào cuối tuần trước. Sau khi vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến các phát ngôn liên quan đến bà Meghan Markle, Nói bản thân ông không tin bất kỳ lời nào của bà Megan cùng những lời nhận xét đã kích như đây là một cuộc phỏng vấn cặn bã. Ông Trump từng công khai chỉ trích bà Megan trong quá khứ, từng gọi bà là kẻ xấu tính vào năm 2019. Mới đây, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý đã ra tuyên bố chung nhân dịp 10 năm cuộc nội chiến tại Syria. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng 5 nước chỉ trích Chính quyền tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng bạo lực để có thể đối phó với các cuộc biểu tình của người dân Syria, dẫn tới tình trạng nội chiến ở nước này trong những năm vừa qua. Sau cả thập kỷ chìm trong chiến tranh, nền kinh tế Syria đã lao dốc không phanh. Khoảng 13 triệu người, tức hơn một nửa dân số Syria, phải sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Hàng triệu người tị nạn Syria được tiếp nhận bởi các nước lân cận, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon, Iraq và Ai Cập, đã không thể trở về nhà do nỗi sợ bạo lực và sợ bị bắt giữ. Tuyên bố kêu gọi chính phủ Syria và các lực lượng ủng hộ tham gia nghiêm túc vào tiến trình chính trị và cho phép viện trợ nhân đạo được vận chuyển tới các cộng đồng đang cần, tuyên bố cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Syria dự kiến trong năm nay sẽ không tự do và công bằng cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ biện pháp nào giúp bình thường hóa quan hệ quốc tế với chính phủ Syria tuyên bố nêu rõ mọi tiến trình chính trị cần có sự tham gia và tiếng nói của người dân Syria ngoại trưởng các nước Mỹ Anh Pháp Đức và Italy khẳng định cam kết theo đuổi một giải pháp hòa bình nhằm và bảo vệ quyền và thịnh vượng trong tương lai của người dân Syria dựa trên nghị quyết 2.254 của hội đồng bảo an Liên hiệp quốc Ngoại trưởng năm nước nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng trước việc Syria không tuân thủ công ước vũ khí hóa học, đồng thời khẳng định ủng hộ công việc của tổ chức cấm vũ khí hóa học trong vấn đề này. Ngoại trưởng năm nước nhấn mạnh sẽ tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo được vận chuyển qua mọi tuyến đường tới những nơi cần thiết, thả những người bị bắt giữ tùy tiện, tổ chức bầu cử tự do và công bằng dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc, và sự tham gia của mọi người dân Syria, bao gồm cả những người đang sống lưu vong. Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 tới. Như vậy, ông Suga đã trở thành quan chức chính phủ đầu tiên của Nhật Bản chính thức được tiêm vaccine. Sau mũi tiêm thứ nhất này, khoảng 3 tuần sau, Thủ tướng Nhật Bản sẽ được tiêm mũi thứ hai trước khi thực hiện chuyến công du qua Mỹ. Khoảng 80-90 đến 90 quan chức Nhật Bản cũng sẽ được tiêm vaccine trước khi tháp tùng ông Suga đến Mỹ. Thủ tướng Suga sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. <laughs> Trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ được lên kế hoạch vào đầu tháng tới, đây là một phần trong nỗ lực của cả hai nước nhằm thực hiện tất cả các biện pháp chống lại đại dịch. Hôm nay tôi đã được tiêm vaccine. Sau khi tiêm, ông Suga cho biết ông không thấy đau và hy vọng việc tiêm chủng ở Nhật Bản sẽ tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm phòng COVID-19 từ ngày 17 tháng 2. Sử dụng vaccine của hãng dược Pfizer-BioNTech Tính đến ngày 15 tháng 3, nước này đã có hơn 290.000 người được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Trong giai đoạn đầu, hơn 40.000 nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên cả nước sẽ được ưu tiên tiêm phòng trước. Những người từ 65 tuổi trở lên sẽ bắt đầu được tiêm phòng từ ngày 12 tháng 4 sắp tới. Tiếp đó là những người có các bệnh lý nền như đá tháo đường và các nhân viên ở các cơ sở chăm sóc người già. Và cuối cùng, Nhật Bản sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng cho tất cả người dân trên toàn quốc. Theo Ngân hàng Thế giới, vào năm 2020, Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, lần đầu tiên chứng kiến dân số giảm và trở thành quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Liu Changhi, 10 tuổi, đây là một trong ba đứa trẻ trong độ tuổi đi học còn sót lại trên đảo Núi Đô. Sẽ thích hơn nếu như cháu có nhiều bạn hơn ở đây, như vậy cháu sẽ có nhiều người để chơi cùng hơn. Bên cạnh hai người bạn cùng lứa tuổi đi học, Chan Hi hay sang chơi nhà ông Kim Si Dân đã 66 tuổi. Ông là một trong 100 người dân sống tại làng già từng rất tấp nập này. Chan Hi nói thêm rằng mình cũng hay sang chơi bóng và cầu lông với người hàng xóm già này. Ông Kim bắt đầu mở một cuốn album, trong đó là những bức hình chụp lại ngày hội thể thao trường. Trong bức ảnh, hàng trăm người cầm rượu gạo chúc mừng những đứa trẻ chiến thắng trong ngày hội trường. Những bức ảnh này với tuổi đời 40 năm giờ đã ít nhiều phai màu. Sau hàng chục năm đô thị hóa diễn ra trên toàn quốc và chính sách kiểm soát sinh sản, Nodo, một hòn đảo nằm cách bờ Tây Hàn Quốc 75 phút đi phà, đang chứng kiến dân số ngày một già hóa khủng khiếp. Nhà nghiên cứu nhân khẩu học Choi Oleg tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc (KERI) cho biết rất nhiều thị trấn nhỏ đứng trước nguy cơ biến mất, tốc độ già hóa và giảm sinh ở Hàn Quốc đạt mức độ tồi tệ nhất trong số các tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo số liệu của Cục thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh của quốc gia này đã giảm xuống chỉ còn 0,84% vào năm 2020 so với 4,5% vào năm 1970, trong bối cảnh kinh tế quốc gia đi lên từ những năm 1970, tạo ra các nhà sản xuất đẳng cấp thế giới như tập đoàn Samsung hay Hyundai Motor, phụ nữ bắt đầu tham gia vào lực lượng lao động. Lúc này, chính phủ bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch kế hoạch hóa gia đình, bao gồm cả phương pháp triệt sản. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự đoán, quốc gia này sẽ vượt Nhật Bản trở thành nước có tỷ lệ người cao tuổi lớn nhất thế giới trước năm 2045 nếu như tỷ lệ sinh tiếp tục giảm như hiện nay mới đây tại vatican giáo hoàng vừa mới phê chuẩn một tuyên bố của bộ giáo lý đức tin rằng việc ban phước cho người đồng tính không thể được xem là hợp pháp điều này được cho là sẽ khiến cho khoảng cách giữa giáo hội và phần lớn cộng đồng lgbt ở vatican ngày một lớn hơn vào ngày 15 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin CDF đưa ra phản hồi chính thức cho câu hỏi về việc liệu các linh mục công giáo có thể ban phước cho việc kết hợp dân sự, hình thức sống chung có đăng ký tương tự như hôn nhân giữa những người đồng giới hay không. Câu trả lời nằm trong văn bản dài hai trang, được xuất bản bằng bảy thứ tiếng và được giáo hoàng Francis phê chuẩn là không thể. Theo hãng tin AFP, Vatican cho rằng người đồng tính phải được đối xử một cách tôn trọng, nhưng quan hệ tình dục đồng giới lại không được chấp nhận. Giáo lý Công giáo cho rằng, hôn nhân giữa nam và nữ là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời và nhằm tạo ra cuộc sống mới. Văn bản của CDF cho biết, các cuộc hôn nhân đồng giới không nằm trong kế hoạch đó nên không thể được nhà thờ ban phước. Vào thứ Hai, ngày 15 tháng 3, một nhóm các nhà leo núi bao gồm cả hoàng tử Bahrain đã đến Nepal để leo lên đỉnh Everest, đỉnh nước cao nhất thế giới. Everest đã được mở cửa trở lại sau một năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Nhóm các nhà leo núi gồm 16 người đến từ Bahrain và Anh đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal với hy vọng có thể chinh phục được ngọn núi cao 8.849m. Nepal đã đóng cửa các ngọn núi vào tháng 3 năm ngoái để chống lại dịch bệnh. Quốc gia này đã ghi nhận 275.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong. Quan chức phụ trách du lịch Nepal, Ông Mira Acharya cho biết hơn 300 nhà leo núi trên thế giới sẽ chinh phục đỉnh Everest trong mùa leo núi cao điểm vào tháng 4 tới. So với thời điểm cùng kỳ năm 2019, trước đại dịch Covid-19, ước tính có 381 khách du lịch đã chinh phục được đỉnh núi nổi tiếng này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC thế giới hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.